vợ chồng Ngọc Hân kỷ niệm 5 năm đăng ký kết hôn ở Ả Rập Saudi. Hoa hậu Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt lần đầu tiết lộ hình ảnh trong buổi lễ đăng ký kết hôn ở Ả Rập Saudi 5 năm trước. Ngọc Hân cho biết cô và ông xã Phú Đạt tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, nhưng thực ra đã chính thức trở thành vợ chồng từ tháng 6 năm 2019, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi. Họ đăng ký vào ngày 22 tháng 6, đúng kỷ niệm 2 năm yêu lại từ đầu sau thời gian chia tay. Nhớ lại 5 năm trước, Ngọc Hân cho biết đó là buổi lễ đăng ký kết hôn rất đặc biệt. Giống như một đám cưới giản dị ở đơn vị. Ông xã cô làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh và được tất cả thành viên trong đơn vị ủng hộ tạo bất ngờ cho bà xã. Anh cùng đồng nghiệp tự trang trí không gian bữa tiệc bằng hoa tươi và giữ bí mật với Ngọc Hân trong suốt thời gian chuẩn bị. Thời tiết tháng 6 ở Riyadh rất nóng, khó mua hoa tươi và hoa cũng rất đắt nên tôi không nghĩ anh sẽ làm như vậy. Việc trang trí càng trở nên khó khăn hơn khi mọi người phải giữ bí mật để tạo bất ngờ cho tôi. Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn cảm động vì sự lãng mạn và chu đáo của ông xã, Ngọc Hân nói. Nói về lý do đăng ký kết hôn ở Riyadh thay vì Hà Nội, Ngọc Hân cho biết ông xã cô khi đó đi nhiệm kỳ ở Ả Rập Saudi và họ cũng muốn tạo nên một kỷ niệm đặc biệt bằng cách đăng ký kết hôn ở xứ người vào đúng ngày kỷ niệm 2 năm cả hai quay lại với nhau sau thời gian chia tay. Tháng 6 năm đó, Ngọc Hân có chuyến công tác, mang theo rất nhiều áo dài để giới thiệu trong các hoạt động kết hợp giao lưu văn hóa ở Ả Rập Saudi và chuẩn bị thêm một bộ áo dài trắng cho ngày đặc biệt của chính mình. Tất cả khách mời tham dự buổi lễ đăng ký kết hôn của Ngọc Hân đều mặc áo dài, cùng tạo nên một lễ cưới giản dị đậm chất Việt Nam trên đất Ả Rập Saudi. Nhiều khách mời vẫn tâm sự với vợ chồng Ngọc Hân rằng đó là kỷ niệm họ không bao giờ quên. Ông xã Ngọc Hân tên Phú Đạt, sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch. Hoa hậu ấn tượng anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. Tình yêu của Ngọc Hân và Phú Đạt trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau. Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Từ khi đăng quang, cô rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô được yêu mến nhờ sự thân thiện, lối sống giản dị, không ồn ào, tai tiếng. Bên cạnh phát triển sự nghiệp thiết kế áo dài, cô còn kinh doanh thời trang suýt và giữ vị trí chuyên gia cố vấn truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Cô hiện theo học cao học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.